Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 11 giờ của ngày thứ Bảy, ngày 27 tháng 1 năm 2024. Và xin thưa với các bác rằng là hình như hôm nay là các lãnh đạo của chúng ta đang họp đây. Và có thể đợt tới sẽ có một cuộc họp bất thường nữa chăng? Thì chúng ta cùng kỳ vọng nha. Mong rằng là các bác hãy tích cực ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Kênh Trang Trang TV thì vẫn có ba cái tôn chỉ là tôn chỉ sự thật, niềm tin và lan tỏa cái sự tử tế. Chúng ta phải có trách nhiệm trong cái việc mà phòng chống tham nhũng tiêu cực cũng như là loại trừ những ngụy đảng viên, những người mà đã phản bội lý tưởng của Đảng, những người đã phản bội Tổ quốc, phản bội nhân dân ra khỏi hệ thống chính trị. Bởi vì chúng nó còn ở ngày nào thì nó sẽ hại đất nước ta vào ngày đó. Nhưng thôi, đó là cái câu chuyện mà chúng ta thấy. Còn trong cái tôn chỉ sự thật thì rõ ràng cái việc mà nhiều người nhân danh đốt lò để mà có thể rằng là bài trừ nó cái vân vân thì chúng ta thấy khá rõ là thông qua cái vụ án Trần Hùng và từng cái chi tiết một là không thể hiểu nổi là tại sao họ lại có thể rằng là phán xử như vậy. Chúng ta nhìn thẳng vào ngành tư pháp để chúng ta thấy rằng là hiện nay tư pháp thế nào khi mà chủ tịch nước đã nói và cách đây hơn một tháng rằng là uy tín của tòa án thì cũng chính là uy tín của đảng, nhà nước và chế độ. Không biết những người trong hội đồng xét xử trong lĩnh vực tòa án họ có nghĩ tới cái điều này hay không, những người làm bên trong công tác tố tụng như là điều tra, truy tố, xét xử, họ có nghĩ tới uy tín của đảng và nhà nước hay không, trong khi rằng là bộ luật tố tụng hình sự cái điều 15 ghi rất rõ là phải xét tới cùng với sự thật và tìm ra được cái sự thật. Và những người tham gia tố tụng phải tìm bằng cái nhiệm vụ, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình phải tìm ra sự thật của cái vụ án. Kể cả chứng cứ kết tội cũng như là chứng cứ gỡ tội thì đều phải có hoạch lại. Nhưng mà trong vụ án Trần Hùng, chúng ta sẽ thấy đã thấy rất nhiều điều kỳ lạ. Họ sẵn sàng, họ tin lời của một tay hải. Một cái tay mà xin thưa với các bác rằng là có tới mười mấy cái bản cung khác nhau. Bản cung khác nhau. Và chỉ một mình tay đó thôi, xin thưa với các bác, một mình tay đó thôi, bởi vì kể cả Thuận, kể cả Hà thì cũng là cái người mà nghe tay Hải kể lại chứ không phải ai cả, chứ không phải là học trực tiếp hay gì đó chứng kiến, và cũng không biết được cái tiền có đến trực tiếp tay của Trần Hùng hay không. Và cái việc mà hối lộ như vậy vào cái khoảng thời gian là 13 giờ 10 cho đến 13 giờ 15 thì định vị nó đã nói lên điều rất rõ ràng. Nhiều bác hỏi tôi rằng là hôm đó có dỗ thì tại sao không có nhân chứng hay rằng là những người đã trước tòa, bởi có dỗ thì phải đông người chứ, đúng không ạ? Thì tôi xin thưa với các bác rằng là có hết, nhưng mà cái này thì chúng ta phải hỏi viện, chúng ta phải hỏi tòa, chúng ta phải hỏi cơ quan điều tra là những cái biên bản lời khai đó có được đưa vào hay không, có được chấp nhận hay không, bởi vì hàng chục người khai không bằng một người lời khai của tay Hải. Hàng chục lời khai thì đều rất là rõ ràng về mặt chứng cứ là khớp với định vị điện thoại. Thế nhưng mà lại không được chấp nhận. Trong khi đó, cái lời khai của tay Hải thì lại được chấp nhận. Tôi lấy ví dụ, đây là một trong rất nhiều những cái lời khai, nha các bác. Lời khai, và chúng ta thấy rằng đây rất nhiều những cái lời khai. Từ người anh của Trần Hùng, người chị của Trần Hùng, tất cả những người đều có ở trong đó. Thì xin thưa các bác rằng là tất cả đều có lời khai. Từ Trần Hưng, anh Trần Hải, rồi vân vân, rồi bác Đỗ Thị Sinh, rồi là chị ruột Đỗ Thị Sinh, xin thưa với các bác rằng là chị ruột của ông Trần Hùng đó, vân vân. Trần Thị Sinh, nhầm, tôi nhầm, Trần Thị Sinh là chị ruột Trần Hùng. Tất cả những người này đều có ở trong 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 giúp dỗ và đều có cái lấy lời khai hết đó. Và kể cả anh Trần Huy đó, bác Trần Huy thì cũng là người anh ruột của Trần Hùng. Và đặc biệt là ngay cả lái xe riêng của nhà Trần Hùng là Đỗ Văn Tình là từ rất lâu rồi, và ngay cả ở đây tôi chỉ xin trích với các bác một cái chứng cứ có thể nói rằng là rất là quan trọng và trực tiếp nhưng mà lại không được cơ quan điều tra xem xét để mà xem xét cái tính chất oan sai. Đây là của bác Đoàn Chí Phú, thì bác Đoàn Chí Phú này là người bảo vệ đây, các bạn thể thấy rằng là thứ nhất này, hỏi này, ông cho biết tình hình sức khỏe như thế nào, thì bác Đoàn Chí Phú là cái người người nhà tại người người làm cho nhà Trần Hùng. Để bằng từng câu hỏi nhé, tôi sẽ chia sẻ với các bác.
Ông cho biết tình hình sức khỏe hiện tại ông thế nào? Thì sức khỏe của tôi hiện tại bình thường, tỉnh táo, minh mẫn để làm việc với luật sư. Đề nghị cho ông biết tên tuổi và mối quan hệ với Trần Hùng. Tôi là Đoàn Chí Phú, sinh năm 47. Tôi là bảo vệ riêng cho gia đình Trần Hùng từ năm 1999 tới nay. Vì bố mẹ Trần Hùng sống ở đây nên các anh chị em thường qua chơi. Ông cho biết là Trần Hùng có bao nhiêu chị em, mọi người có thường xuyên qua chơi không và những dịp nào? Đáp này, vì bố mẹ Trần Hùng sống ở đây nên các anh chị em thường qua chơi, đặc biệt là các dịp lễ Tết, giỗ chạp. Anh Trần Hùng là con út, thế nhưng mà bố mẹ thì đang sống ở nhà anh Trần Hùng, cho nên mọi người đều qua chơi hết. Hỏi này, ông cho biết nhà Trần Hùng thường tổ chức bao nhiêu ngày giỗ trong một năm, cụ thể là những ngày nào? Thì nói rằng là tôi chỉ biết gia đình Trần Hùng có khoảng 4 năm đám giỗ trong một năm, nhưng tôi không biết chính xác ngày nào. Hỏi, ông có hay tham dự các đám giỗ của ông Trần Hùng không? Đáp, tôi vẫn tham gia đầy đủ các đám giỗ mà gia đình Trần Hùng tổ chức. Hỏi, ông cho biết ngày 15 tháng 7 2020 thì gia đình Trần Hùng có tổ chức giỗ không? Đáp, tôi không nhớ ngày, nhưng các đám giỗ được tổ chức vào buổi trưa, bắt đầu từ 11 giờ và xong là lúc hơn 13 giờ. Sau đó mọi người ngồi nói chuyện với nhau đến lúc đi làm hoặc về. Tôi thường ăn xong và ra ngoài làm tiếp công việc. Hỏi, Trần Hùng có tham dự đám giỗ đó không? Đáp, Trần Hùng luôn về nhà khi có giỗ. Hỏi, Trần Hùng ngồi lâu không và rời đi lúc nào? Mọi người rời đi lúc nào? Tôi nhớ là khoảng 14 giờ. Hỏi, hôm đó ông có chở Trần Hùng đi làm đến Tổng cục Quản lý Thị trường tại địa chỉ 91 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội không? Đáp, tôi nhớ hôm đó tôi đã chở Trần Hùng đi làm bằng xe máy vào lúc khoảng 14 giờ. Hỏi, ông chở Trần Hùng đi làm thường ở tuyến đường nào? Tôi thường chở Trần Hùng đi làm qua đường Nguyễn Thái Học, qua Hai Bà Trưng, rồi Hàng Bài và Đinh Tiên Hoàng. Thời gian di chuyển khoảng 15 phút. Ông cam đoan gì về những nội dung đã khai ở trên? Tôi xin cam đoan những lời trên là đúng sự thật và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác đó. Như vậy thì các bác có thể thấy rằng là có hàng chục cái lời khai, cả chục cái lời khai của những người đã có trong đám giỗ. Và đây là lời khai của bác bảo vệ cho nhà Trần Hùng. Hôm đó thì Trần Hùng là đi, nghĩa là đi về nhà ăn giỗ. Và sau đó bác này chở Trần Hùng đến chỗ là khoảng 14 giờ. Nó hoàn toàn khớp với định vị điện thoại và vừa rồi lấy được thông qua cả dữ liệu data, kể cả tuyến đường. Vậy thì chúng ta tự hỏi rằng là tại sao các chứng cứ kết tội mang một cách rất là mông lung, mang nặng tính chất suy diễn lại được chấp nhận, trong khi đó có rất nhiều các lời khai khác lại không được chấp nhận và thậm chí không có giá trị bằng lời khai của Thế Hải. Đúng không? Chúng ta tự hỏi cái điều đó để chúng ta thấy rằng là khi mà ra phán quyết một cái gì thì xin thưa với các bác rằng nó ảnh hưởng tới sinh mạng, chính trị và thậm chí là mạng sống của người dân. Đó là lời mà Chủ tịch nước đã nói. Và những thẩm phán, thánh án phải là những người có khát khao công lý. Nghị quyết 27 về xây dựng pháp quyền cũng nói rằng là chỉ làm theo pháp luật, tức là hoàn toàn phải tuân thủ cái điều 15 của tố tụng hình sự, là xét tới cùng cái sự thật chỗ này. Thế nhưng mà rõ ràng trong vụ án Trần Hùng, chúng ta rất đau lòng vì chúng ta thấy rằng là từ lúc điều tra cho tới lúc cáo trạng truy tố cho tới lúc xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, chúng ta thấy họ bỏ qua rất nhiều những cái chứng cứ cụ thể, những lời khai cụ thể của những người có trách nhiệm. Người ta đều có thể nói rằng là có trách nhiệm, người ta đều sẵn sàng chịu trách nhiệm cho cái vụ mình, chưa kể là lời khai phản bác lại của một phạm nhân cùng cùng phòng với cả là tay bị hại. Vậy tại sao họ lại sẵn sàng làm như thế? Chúng ta tự hỏi rằng là công bằng ở đâu, công lý ở đâu, nhưng ai phải chịu trách nhiệm này, ai là cái người mà đứng sau tất cả, sau tất cả, đúng không ạ? Chả lẽ một thậm chí một bác còn nói với tôi câu rằng là chả lẽ coi rằng là rất là đau lòng, xin thưa với các bác, chả lẽ họ không quan tâm đến tính mạng của một con người, không quan tâm đến nghiệp quả nghiệp báo, chả lẽ họ vì cái gì mà họ lại có đến tận cùng để mà xét xử như thế? Nhiều người còn nói rằng là khí phách của Trần Hùng thì giống khí phách của những đảng viên trung kiên ngày xưa, đó mới chính là cái phẩm giá, và không thỏa hiệp với cái xấu, không thỏa hiệp với cái xấu mà quyết đấu tranh đến tận cùng, quyết đấu tranh đến tận cùng. Nó giống như là phẩm chất của một người cộng sản chứ không phải là của những ngụy đảng viên ra tòa một cách hèn mặt rồi nọ kia vân vân, nhận đến hàng trăm ngàn đô la Mỹ.
nhưng cuối cùng cả triệu đô la Mỹ, đúng không ạ? Câu chuyện về Trần Hùng chắc chắn sẽ còn tiếp tục và sẽ có nhiều chứng cứ được đưa ra một cách có hệ thống để chúng ta thấy rằng là xét tới cùng bản chất của sự việc nó không hề khó chút nào nếu hội đồng xét xử công tâm, khách quan thì họ sẽ biết cách, đúng không? Còn để che giấu đi cái sự thật thì rõ ràng giống như chúng ta là người nói dối vậy, thì kiểu gì nó cũng có cái điểm mâu thuẫn không khớp. Thì chúng ta thấy rằng là tất cả những chứng cứ, vô vàn chứng cứ, nhân chứng, lời khai đều khớp với Trần Hùng nhưng lại không khớp với Tài Hại. Những cái phần không khớp thì họ quyết định là giấu, có cái động cơ là giấu đi, như là đơn tố cáo của chị Hiền, giấu những cái phần đó đi, bởi vì họ chắc là họ sợ rằng là chỉ cần đưa ra thôi là sẽ trắng đen rõ ràng, đúng không? Trắng đen rõ ràng. Thật sự chúng ta phải nhìn vào vụ án này để thấy rằng là chúng ta phải cải tổ ngành tòa án tư pháp, đúng không? Cảm ơn tất cả các bác. Chúc các bác một ngày tốt lành.